Mọi người có thể đánh lại không? Bây giờ em mới quay. Quay đi, khởi động đi. Bốn bạ. Năm bạ. Bốn năm. Năm đều. Sáu năm. Lấy cái đũa đi, cho em. Bây giờ thế. Còn đây ạ. Sao cứ nhầm thằng đấy ấy. Thắng ai? Thắng ai? Thắng ai? Thắng ai? Thắng ai? Theo anh phải là cực đoan đấy. Bảy năm. Tám năm. Sáu rồi. Quên, sorry. Bảy đều, hoan hô. Tám bảy. Tổng có 11 đôi nam nhé, đã 22 thằng rồi. Trong đó có mỗi thằng Nguyễn Văn Tiến là bánh hơn. Còn đôi nam già. 9 7 mỏi tay có ở không bảy. Ố một bảy thôi. Anh Hải muốn gần camera hơn đấy mà. Hai bảy. Tám hai. Chín hai. Qua đầu đạt. Không hai. Đây gọi là kiểu chết phải ba lạng sơn cảm giác cầu nó phải hỏng. Ba đôi nam sáu thằng rồi. Nam nữ. Sao cứ đánh tay gần đạp thế? Thế là thằng ấy là chưa được tiền.
Được không? Đấy, thắng ơi. Thắng ơi. À, người EU là mỗi đứa đánh một nội dung. 4-0. Vượt khó đó. Thắng ơi. Đấy. Thủ lệnh nó phải thế. 1-4. Nó có đôi nữ không nhỉ? À, có đôi nữ, chỉ có đôi nam thôi. Người EU ấy. Là mỗi đứa đánh một nội dung. Đúng rồi. 4 đều hoan hô. Bên bầu cũng 19 người à. Năm bốn. Đủ rồi. Năm đều. Em không nghĩ là anh sáng á. Năm đều. Có căng thẳng gì rồi. Ai 6-5. Ôi cố lên. 6-5. 7-5. Em vừa gắn rồi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. 7-5. 8-5. Trường Trinh. Cường Cường Minh. Tiến Tiến Sport. 9-5. Việt 34. Tú. 6-9. Bắt đầu lội được nào. 6-9. Nữa. 0-6. Một quả quyết định liệu kết thúc trận đấu tại đây không? Kết thúc chưa? 7-0. Kết thúc rồi. Anh này kết thúc trận này. À, bóng có thêm. Có em thấp. 8-0. Luôn là tăng thắng. Chiến thuật tủ lạnh. 4 già rồi. 4 già với 2 trẻ. Đã kết thúc trận đấu. Đội thua là do đạt chơi xấu rồi. Đội thua còn muốn nói gì nữa không? Anh Hải nó đếm đi anh Hải. Ở hôm nay thằng thắng nó khỏe quá. Bình thường nó đánh kém á. Đội thắng còn muốn nói gì không ạ? Thắng là thắng thôi.